À, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái video này mà hướng dẫn các bạn cách mà sử dụng Canva CA làm sao cho nó chuyên nghiệp nhất, thì hướng dẫn các bạn cách mà cắt ghép video, biên tập nhạc, tạo logo xoay quanh video, tách mọi thứ với Canva CA, tách nhạc và video và hướng dẫn sử dụng Canva CA chuyên nghiệp. Thì trước tiên mình mở cái Canva CA lên nhé. Thì đây là giao diện chính khi mình cài đặt xong, mình mở nó như thế này. Các bạn thêm bất cứ một cái gì vào thì các bạn ấn vào chỗ này nhé, import này nhé. Thì mình trước tiên mình làm một video hướng dẫn cái bài cắt ghép video trước. Mình làm đúng theo cái lộ trình này nhé các bạn nhé, mình cắt ghép video cho các bạn xem. Đây là lúc mình đưa video vào nó sẽ như thế này, thì các bạn đã kích được phải và số thêm này. Đấy thì cái video mình đưa xuống cái thanh công cụ sẽ nằm ở check một nhé các bạn. Và đây rất rất nhiều là check. Thì trước tiên mình muốn cắt bớt cái video này, cái thanh này các bạn này, zoom to thu nhỏ lại hay thu nhỏ cái đường này lại, thì mình chỉ các bạn đầu tiên để cắt bớt nhé. Bạn kéo chuột đến một đoạn các bạn muốn muốn cắt, ví dụ đây các bạn vào chỗ này, cái thanh biểu tượng này, ok nó cắt làm hai đấy. Và các bạn điểm cuối bạn không thích, các bạn lại cái chuột nó nổi màu vàng lên, các bạn lại vào ok. Các bạn muốn đoạn này chia làm hai, các bạn lại ok. Còn mình xóa đoạn đầu đoạn đuôi delete đi. Ở đoạn đầu này này, các bạn muốn thêm phần giới thiệu hay là intro viết các bạn cho đây, phần không muốn các bạn có thể kéo nó về vị trí này. Như vậy là chỉ mấy thao tác đơn giản các bạn đã cắt được cái video mình đúng không? Thì nhiều bạn không biết cách làm sao để mà tắt được cái âm thanh trong video để mà thêm cái âm thanh giọng nói của mình hay là nhạc mình đồng vào, thì bài này mình chỉ các bạn rất là đơn giản, có hai cách. Cách một là các bạn ấn chuột vào đây. Các bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng cái loa này, đây mình đang để công suất là 100%, các bạn có thể kéo về âm lượng về không là cái âm thanh đây, mình mở các bạn nghe nó đã mất, mình lại kéo lại 100%, mình mở các bạn nghe rồi nó ok to quá lại lên, mình đang buổi tối mình không nói to. Cách này thật ra mình không thích lắm, nhưng mình chỉ các bạn một cách nữa, nó cũng cách nhất là nó nhẹ máy hơn, dùng này dùng nó cũng nặng lắm, nên là các bạn kích cực phải nó nếu các bạn không không muốn để lại cái nhạc video, muốn thay về giọng nói của mình hay là bất cứ âm thanh nào nhé, thì các bạn kích cực phải đây, các bạn vào cái dòng này cho mình nhé, tách cái âm thanh ra khỏi video. Ok, sau đó làm trên cái chiếc hai, các bạn thấy chưa, đây là toàn bộ âm thanh của cái đoạn này nhé. Các bạn không muốn dùng thì các bạn chỉ cần delete thì đấy nó đã mất. Mình mở luôn bạn. Ok, như vậy là không âm thanh đấy nhé, là hiệu ứng đi. Hiệu ứng thì các bạn đây rất nhiều hiệu ứng, ví dụ vào đầu video các bạn thích kiểu nào, nhưng mà thường là mình vào đầu mình cho hình nào nó mạnh mẽ một tí, ví dụ như hình 3D các bạn, thì xem nó có hình 3D nó mạnh mẽ tí, hình này cũng hay các bạn này. Nào mình vào thấy nó mạnh tí cho nó vui, mình làm mình thích lắm, hình này mình thấy hay, mình kéo lên cho bạn xem nhé. Còn mình nếu mà để đây nó ra cả hai hai cái này đều nhận nó, mình để nguyên phần đầu này thôi, mình cần nguyên phần nào các bạn nhìn nó vào ok. Và ví dụ đoạn giữa các bạn muốn thêm cái chuyển cảnh, mình thích cái đoạn giữa nó phải mờ ok, nó không mở kích chuột ở đây hơi sàn hơi gần, các bạn xem nó mất thời gian. Đấy nó rất là mờ các bạn. Còn việc kia các bạn mà muốn thêm nhạc vào đây thì nó đơn giản mà. Các bạn chỉ việc ấn vào import, các bạn tìm đến những bài nhạc, ví dụ đây bài nhạc mình tự làm đây, các bạn kích chuột phải nó đã làm đây, các bạn thấy chưa, làm đây. Và đêm muộn mình mở nhạc lên, các bạn mình hướng dẫn các bạn là để các bạn biết là thay nhạc cho video như thế nào.
mình sẽ bỏ cái nhạc đi. Mình chỉ tiếp với bạn cách mà quay chậm một đoạn, ví dụ đoạn này đang chạy mình làm chậm, mình tách cái đoạn là các bạn vào đoạn lại vào đây nhé, tách thì mình kéo một đoạn này làm chậm, mình làm đoạn ngắn đoạn dài quá xem mất hay bạn, rồi tí tí nữa thôi và... Thế nhiều bạn làm video làm quay chậm vẫn dài, thật ra nó mất cái hấp dẫn video. Các bạn kéo này lên to nhé, để các bạn thao tác nó dễ. Chỉ chuột nó vào đây. Các bạn vào cái này nhé, nhìn thấy có hai cái đồng hồ nữa, các bạn kéo đồng hồ thả vào. Ok, các bạn kích chuột nó mũi tên bên trắng này. Thế sẽ ra là các bạn kéo, nhưng mà mình phải kéo này đi xa ra đã thì nó mới cho mình đấy. Các bạn kéo đi đã, một tí các bạn chỉnh về sau nhé. Đây là cái bạn đã, đừng cho quay chậm, mình kéo dài này. Ok, thu nó nhỏ nhìn nó dễ nhé. Các bạn nhìn thấy nó đang chạy, đây đang chạy nhanh này, chỗ này bạn này đang chạy nhanh nhé, đang đến nó cứ chậm luôn nhé. Đấy, đến đoạn này bắt đầu nó chậm. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó chậm, còn bạn các bạn muốn muốn chậm nữa thì các bạn chỉ việc kéo này càng dài thì nó càng chậm. Còn nếu mà nó như phim mà đoạn đánh nhau thì có thể mình quay chậm lại bằng cách này thì rất là hay. Hoặc đoạn nào mà mình muốn nó hấp dẫn thì mình lại làm nhanh thì các bạn chỉ việc vào đây kéo kéo về sẽ nhanh. Kéo nó về ngắn lại thì nó sẽ nhanh, hơn kéo dài thì nó chậm. Ở bên này nó cũng có thông số chỉnh, đây những cái này nó cho mình chỉnh nhanh chậm thứ đấy, nhưng mà mình thích làm nên thao tác cho nó nhanh. Thì mình đã hướng dẫn các bạn thứ nhất là cắt video và thay nhạc cho video, cũng như tạo hiệu ứng cho video, và mình để đỡ mình lạc đề, mình tách mọi thứ với Camtasia. Ok, mình hướng dẫn các bạn cách tách luôn nhé để đỡ mất thời gian các bạn. Đây, cái này mình nhớ đưa ra, các bạn thích các bạn đưa vào để các bạn tạo một cái video sau mình nó đẹp, các bạn có thể cắt ghép tình cảnh rồi tạo hiệu ứng những thứ. Và giờ mình thêm cái để mình tách cho các bạn xem nhé, phải mất thời gian của các bạn. Bây giờ mình thứ nhất mình hứa hẹn ở video là mình sẽ làm cách mà cho logo nó xoay đâu nhỉ. À đây, mình cho vào đoạn giữa video để cho bạn nhìn nó rõ. Ok chưa, CC rồi. Đây chẳng hạn như đây là một cái logo, các bạn nhìn nó đẹp quá đúng không, mình cho to này nhìn cho các bạn nhìn nó dễ lắm. Để các bạn tách bỏ nó cái nền đen ra để lại nguyên cái khung này thôi, thì các bạn làm cái mình ấn chuột vào đây nhé, mình làm lại cho các bạn xem mình hơi nhanh. Các bạn vào đây nha, các bạn vào chỗ này nhé, nhìn thấy cái mặt người này nhé. Các bạn kéo cái mặt người ném ra, các bạn nhìn thấy chỗ này chưa, kích chuột ở đây có cái con dao cái bút này, các bạn kích vào đây đặt vào, đừng đặt vào đây nhá, đặt vào đây thôi. Các bạn thấy chưa, nó đã mất. Và các bạn nhìn trông nó vẫn chưa được đẹp lắm đúng không? Thì ở đây nó đã cho mình bốn thanh để mình chỉnh sửa. Mình chỉ cần chỉnh một tí nó hình nó rõ ngay. Đây các bạn xem, ví dụ cho lên là nó còn mỗi cái trái tim với chữ đúng không? Mình muốn lấy cả bàn tay mình kéo về. Ok, các bạn thấy nó đã mất hình đen, nền đen đi và nó đã ra là cái logo chưa? Các bạn thu nhỏ lại, thu làm sao với ưng ý các bạn. Các bạn có thể để một cái góc bất kỳ, mình cứ để góc này, thật ra như này là to lắm đấy các bạn nhé, các bạn để thu tầm này thôi. Ở đây nó có chế độ xem thử, các bạn xem thử vào đây các bạn, đây là đây full màn hình đấy, các bạn nhìn thấy chưa. Xong rồi các bạn tiếp kết để thoát nó ra, cắt bỏ ra để xoay đúng không, cho cái này nó xoay tí cho nó đẹp. Thì các bạn để này nó hơi bé hơi ngắn, bạn kéo nó một tí tầm này rồi các bạn có thể chỉnh sau vẫn được.
Thì các bạn ấn vào cái mà có cái dòng chữ này nhé. Đây, các bạn ấn bên này nhé. Các bạn vào thì vào đây, đây được vào đây. Các bạn lấy bất cứ cái thằng xuống, bạn ném vào này. Ok, các bạn nhìn thấy bên này nó có chữ X, Z thì X là các bạn nó hỏi các bạn thích quay trục nào. Ví dụ trục X thì sẽ quay trục X, Z thì sẽ quay xuống với trục Z. Mình thích quay trục Y. Cái này thì các bạn muốn quay nhanh, quay như thế nào thì các bạn để khổ chữ vào đây nhé. Mình thích quay khoảng 720, 720 độ. Các bạn muốn quay bao nhiêu các bạn để vào đây. Rồi các bạn kéo cái này nhá, kéo về hết, kéo về hết. À, mình mở thử quay cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy chưa, nó đang quay, mình để nó dài quá thì nó quay chậm. Ở đây các bạn nhìn thấy chưa. Còn các bạn là muốn nó quay nhanh thì các bạn kéo này ngắn về, kéo ngắn về đấy, nó đang quay. Nhưng thật ra thì quay nhanh quá cũng đẹp lắm, quay đấy là ok rồi. Ok, mình đã làm cho các bạn cái mà để cho cái logo bản quyền mình nó quay và tách lên, nhưng mình để hướng dẫn các bạn tiếp cách này như đúng như lời hứa, mình là tách mọi thứ với Camtasia. Ok, thì mình sẽ thêm một cái ảnh, ví dụ mình thêm cái ảnh này là vì mình nói luôn các bạn, nếu mà để viết chữ trong cái Camtasia này không được đẹp đâu. Các bạn muốn đánh chữ gì nó chạy như kiểu VTT hay có lắm dòng chữ chạy này, các bạn có thể làm cách này được. Đây mình đây là một cái ảnh của mình nhé, mình chuyển ở giữa video mình cho các bạn xem nó dễ. Chỗ mình à, mình xin phép là cắt bỏ cái tiếng của cái này nhé, tên đến muộn quá mình không muốn nhớ tay quái mở nó ra, mình tách cho mình biết đi nhẹ. Ok, mình đã tách như thế. À, đến cái phần này mình cũng tách cho các bạn xem luôn. Đây là một cái dòng chữ, nếu các bạn biết Camtasia giới thiệu hay là chào mừng cái gì đấy nó không được đẹp lắm, nên cái này mình tạo bằng Photoshop nhìn nó rất là màu mè đẹp đúng không các bạn. Thì các bạn có thể để nó vào cuối video ấy, nhưng mà chưa cần thiết. Các bạn cứ tách trước thì các bạn cũng vào đây, vào cái mặt người, bạn nhắm vào đây rồi cũng sang góc này đúng như này, rất là đơn giản đúng không. Nó đã vào cho mình một cái dòng chữ rất đẹp to nhỏ, các bạn có thể kéo đây, mình thích để ở dưới này lên một chút nữa. Còn các bạn muốn cho nó chạy từ trái sang phải thì các bạn để hết này, xuống hết này, ví dụ mình xuống hết này, mình cũng đoạn ngắn cho nó chạy nhanh thôi. Mình cũng vào chỗ này nha, xuống. Và các bạn kéo video này, kéo cho nó chạy hết thôi, hết ở bên này. Bạn mình kéo nữa, mình chưa kéo hết đâu, mình để mình làm demo nhanh thôi. Còn các bạn cứ làm thế, kéo bằng hết thôi nhé. Mình mời các bạn xem. Các bạn thấy chưa, cái dòng chữ nó đang chạy từ bên phải sang bên trái đấy, các bạn thấy nhìn thấy chưa, mà chữ rất là đẹp. Nhưng nếu các bạn viết chữ luôn ở Camtasia này thì nó không không được đẹp lắm đâu. Rồi, ok, đã để mình xem mình đã làm tới đâu nhỉ. Mình tách mọi thứ Camtasia, cắt ghép video, tạo logo xoay mình cũng hướng dẫn xong. Tách nhạc và video mình đã hướng dẫn các bạn, và giờ mình hướng dẫn tiếp các bạn về ngoài video ra thì các bạn có thể làm về nhạc nhé. Những phần này mình hướng dẫn các bạn hiểu rồi, mình xin phép được xóa để cho nhẹ máy, mình hướng dẫn một cái về nhạc cho các bạn nhé.
Ví dụ mình xóa mấy cái trên các bạn nhé, xóa bớt thì rồi nhé. Ở đây chẳng hạn như một cái video, một cái ảnh mà các bạn muốn làm nhạc thì trước tiên đây chẳng hạn mình có một cái video như thế này, mình muốn đưa đưa nhạc vào thì các bạn vào chỗ import này thôi, import này. Các bạn lấy nhạc thì các bạn lưu ở thư mục làm ấy, thì các bạn cho vào. Mình, các bạn như cái việc mở cái ổ của mình ra thôi, mình vào ổ đây nhạc nhạc đỏ với mix, ví dụ mình cho mình 1, 2, 3, 4 bài này bạn nhé, vườn lên nhé. Thì các bạn lại thêm nó vào cái chất dưới bạn cũng kích, có thể các bạn kích được vào bài nhé, ra bạn kéo được. Và cái thứ hai các bạn có thể dùng luôn chuột này, mình kéo mình thả lần lượt như vậy, các bạn thả hết cái số nhạc này vào thôi. Mình để hướng dẫn tiếp các bạn cách mà để mà tạo được cái chữ mà giới thiệu người ta biết trong video mình, nó có ba bài hát ấy. Chẳng hạn đây mình có mấy bài này, mình mở luôn cái biết cái file nhạc mình vừa rất nó vào đâu ấy nhỉ. Đây. Chẳng hạn như các bạn mình đi vân vân chỗ này thêm được các khúc khác ý mình muốn nói với các bạn là nó còn nhiều nữa thế này, mình làm demo mình làm mấy bài thôi, thì mình copy mấy bài nhé. Các bạn copy đây là trong cái nhạc các bạn có bài nào theo thứ tự từ 1 đến bao nhiêu, các bạn làm như vậy nhé, copy này. Các bạn vào đây, ở đây nó cho mình viết chữ nhưng viết đây nó không nhanh, nói chung là không nhanh lắm, không hữu ích lắm, mình chỉ các bạn cách này nhanh hơn. Các bạn vào chỗ mà chỗ này nhá, rồi vào chỗ này để mình thêm chữ, nó sẽ nằm ở đây và các bạn chỉ việc dán nó vào để nó bằng hoàn. Đây đến chỗ này công cụ này trái phải chỗ nào các bạn để này cho nó bằng nhau, các bạn kéo này chỉnh chữ làm sao cho nó hợp lý. Còn đây là sai chữ các bạn nhé, sai chữ ở đây là màu chữ, thì các bạn có thể lấy màu màu nào mà nó khác với video mình thì nó dễ nó nổi nhé, chứ không phải là video nào mình cũng cho một màu đâu. Thật ra cách này người ta đang hay không để video các bạn thay video bằng một cái ảnh nền nào, mình làm demo nó nhanh mình hướng dẫn luôn các bạn cái video thôi. Các bạn cứ chỉnh màu làm sao mà nhìn nó hợp với cái video mình được, như đối với video này màu đen khá đẹp, màu này thì cũng không đẹp lắm, bột tạt quá, màu xanh cũng được, màu vàng thì nó hơi hơi chói. Màu trắng, màu trắng cũng được đấy các bạn ạ, thôi mình để màu đen cho nó dễ nhìn nhé. To nhỏ thì các bạn tùy chỉnh đây nhé, các bạn có thể kéo khung xuống tùy dụ ba bài kéo như vậy. Phần thật ra cái video phần video thì các bạn có thể bỏ cái video ra, các bạn thêm cái ảnh vào, không biết mình có cái ảnh này mình xem. Chẳng hạn như có mình tìm đi, không có cái ảnh nào mình làm đúng không ạ, ví dụ là ảnh này đi các bạn nhé. Làm ví dụ thôi,
Ví dụ lần này đi. Các bạn cầm con kéo xuống đây. Thảo đây nhé. À, cái nốt nhạc của các bạn nó dài bao nhiêu thì các bạn kéo cái ảnh này theo nốt nhạc bao nhiêu nhé. Các bạn thấy chưa? Ví dụ cái nốt nhạc bạn dài vô tận lên đây thì các bạn kéo cái ảnh. Kéo đi kéo lại. Làm sao cho nó đổ vào cái nốt nhạc của mình rồi. Thế anh em mình vừa cho cái màu này vào thì các bạn thấy màu chữ này không đẹp đúng không? Các bạn nhìn nó không rõ đúng không? Thế các bạn lại quay lại cái chỗ chữ còn lại đây. Các bạn chỉnh cái màu của nó màu khác nhé. Kéo to thì nhìn nó dễ. Vào cái text để các bạn chỉnh text. Đây, text đây. Các bạn thấy chưa? Hình ảnh nào thì phải thay bằng cái màu chữ đấy. Hình này thì thay một vài nhạc phải. Màu xanh không nổi lắm. Màu vàng là đẹp nhất đấy các bạn. Nên cái này các bạn cũng kéo theo video nhé. Ví dụ video các bạn dài đến đâu các bạn cũng cầm này kéo theo đây. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn biết cách làm cắt ghép video, cắt và ghép video, tách nhạc ra khỏi video, thay nhạc cho cổng cho video và cách làm nhạc cho video là mình đã hướng dẫn khá đầy đủ. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho nhiều các bạn. Thì các bạn chỉ cần làm như vậy là các bạn đã hoàn thành cái Camtasia. Còn Camtasia nó cũng chuyên sâu, nó cũng nhiều vấn đề lắm. Thì các bạn nâng cao từ từ, như một lúc mà mình chỉ tất cả các bạn cũng không thể nhớ hết. Các bạn chỉ cần biết là cái chỗ này vào đây các bạn cài đặt cái thông số video mình, ví dụ là 480 hay là bao nhiêu đấy. Đây nó có rất nhiều chế độ thì các bạn vào đấy các bạn chỉnh. Mình hay để là 720, 1280. Còn cái phần trăm thì các bạn để nhìn nó 25 con bé 50 nhá, nó full ra đây. Và khi các bạn làm xong rồi thì các bạn nhớ phải xếp lại nhé. Vào đây các bạn kích vào chỗ xếp này, mình để desktop, bạn đặt tên nó mình đi người hướng dẫn này. Mình ghi là hướng dẫn một một em dễ nhớ để desktop các bạn nha, xếp lại ok. Và khi các bạn đã chỉnh sửa mình nói luôn tí nữa mình lại quên đấy, hướng dẫn nốt cho các bạn là cách mà làm cái gì nhỉ, làm sóng nhạc ấy. Sóng nhạc hay chẳng hạn như các bạn có một cái hình du đây 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 cho các bạn nhìn sóng nhạc dễ nhé. Có một video như này rồi các bạn muốn thêm sóng nhạc thì các bạn chỉ việc nên download cái sóng nhạc nào nó vừa ý thì các bạn mang nó về để lén nào làm. Thì mình đây mình cũng có sẵn một cái nghe sóng nhạc này, mình kéo xuống thu nhỏ lại cho dễ. Trước tiên thì bạn nên cắt bớt đầu đít đi, bạn nên tách bỏ cái âm thanh này ra, phần trên là phần âm thanh của cái sóng nhạc của bạn, delete nó đi. Vừa mình cắt đúng Z để quay lại, bạn delete nó đi. Còn phần này là phần sóng nhạc. Sóng nhạc thì các bạn cũng cắt đầu, cắt bỏ cái bớt cái đầu delete đoạn cuối cắt bớt thì nó hay cái phần giới thiệu các bạn, bạn nào cũng delete đi. Các bạn nhớ là phải vào đây tách ra mới delete nhé. Ok đây cái sóng nhạc của mình, bạn kéo nhạc xuống cho mất chữ lên thế này là hợp lý. Các bạn cũng vào đây đó, mặt người thẳng đây để mà mình tách cái sóng nhạc ra, các bạn nhìn thấy chưa, nó đã
có cái sóng nhạc này rồi lại cần âm thanh thì cho các bạn chỉnh, các bạn nhớ vào bút đây nhá, để như đây là bắt này, các bạn lại quay lại vào bút này như này, với đầu như này đúng không các bạn, các bạn lại vào cái bút này thì đây tách đi, ok chưa, còn đây là các bạn chỉnh đậm mờ đậm màu. Các bạn nhớ là phải kéo nó về đầu video nó mới đẹp nhá. Đấy, bạn bạn thấy nó đã nhấp nháy nhấp nháy rồi. Ok, như vậy là mình hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái video nhạc gồm cả sóng nhạc rất là đầy đủ. Hy vọng video mình giúp ích cho rất nhiều các bạn. Thì các bạn nhớ xếp lại trước khi xuất nhé, các bạn cần xếp lại. Và mình xuất video thì các bạn bấm vào chữ chia sẻ, bấm vào cái dòng đầu tiên này, open file này, ok này. Đến đây nó hỏi các bạn chọn định dạng video, các bạn chọn cái định dạng nào các bạn thích. Và khi mà mình nói luôn, quay lại chỗ này đã. Khi mà bạn đã chọn cái định dạng ở đây này, bạn cài thông số bao nhiêu này, thì bạn khi về xuất video tiếp, bạn có chọn là bao nhiêu thì nó cũng sẽ nhận cái chỗ còn lại bạn cài. Nên bạn đã bạn cài là 720 thì bạn chọn HD 720, ấn vào like. Rồi bạn tắt bỏ cái này để nó hoạt mình cái new cái thư mục mình file ra chỗ desktop đăng cái video không thì bạn tắt đi. Bạn ấn vào như này là ok, nó đã xuất video. Ok, cái video mình hướng dẫn cho các bạn đến đây là cũng khá dài và chi tiết đầy đủ. Hy vọng tất cả các bạn đều làm thành công. Các bạn thấy video mình hay giúp cho mình xin một like, đăng ký ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn.